Đây, cho anh em xem cái cầu một chú chim bị ngoái nha. Đây, em quay camera xong. Đây, có thể là những con chim bị ngoái là ở trong thì em sẽ bố trí một cái rọ chống ngoái. À, ok chưa? Ở trong đây thì em sẽ bố trí một rọ chống ngoái. À, thứ hai nữa là em sẽ đôn cây cầu lên. Anh em để ý này. Đây, cho anh xem em đun cái cầu lên và cái cầu này em chế cầu lại nhá. Tất cả những chú ngoái này được chế cầu lại, thấy chưa? Từ đây lên là nó là đã 5 phân rồi. Thấy chưa? Nguyên cái đôn này của em chế là 5 phân này. Đó. Thấy chưa? Bố trí này là 5 phân này, là đôn những cái cầu này lên. Thấy chưa? Thứ hai nữa anh em cắt cái nậm này. Anh em để ý này, cắt cái nậm. Thấy chưa? Thấy em cắt chưa? À, anh em cắt cái đập này lên thì khi mà cái cầu nó đôn lên, cái cầu này nó đôn lên thì con chim nó sẽ vị trí nó cao hơn họ khoảng chừng 5 phân tới 6 phân thì khi con chim nó đấu thì nó sẽ chúi xuống và không bao giờ nó ngoái được và nên bố trí 4 cầu góc nhá. Còn cầu góc lơi hay là cầu góc tròn thì tùy phách đánh của những chú chim. Ví dụ con chim của em là nó chạy mạnh thì em sẽ bố trí là đánh cầu góc lơi, thấy chưa anh em nghĩ đó, thấy chưa là cách bố trí những con chim ngoái nhá. Ok chưa? Đấy. Còn đây cách căng cước chéo này, anh em thấy này. Đây như thế này thì em thấy hình dung hơn. Thấy chưa? Anh em thấy căng cước chéo chưa? Anh em thấy căng cước chéo chưa? Đó. Hai bên luôn nhá. Đấy. Anh em thấy chưa? Đây này. Chào bác cũng thử nhá. Đây anh em thấy căng cước chéo chưa? Anh em thấy hình dung ra chưa? Đó. Thấy chưa? Và ở nhà thì em vẫn để cầu dưới bình thường mà. Đây này. Ở nhà thì em vẫn để em chế cầu dứa bình thường để cho chim lên xuống. Đấy. Anh chưa? Ở nhà thì em vẫn để cầu dứa bình thường để chim lên xuống. Ok chưa? Vâng, đây nước. Anh em uống nước cho thiếu nữa là nên cháu uống trong cái dòng ao Babina này. À, rất là tiện lợi nhé. Như em ấy thì em sẽ cho uống dòng nước cái dòng ao Babina này. Ok chưa? Mùi nhá. Bác chờ em tí, em lấy cái mic cho anh em nghe cho rõ. Được chưa anh em nghe rõ chưa? À, Vinh Ngoan lồng chúc của anh em vệ sinh phơi nắng vào giờ được không? Dạ được, bác Vinh Ngoan nhá, quá tuyệt vời luôn. Chị Á phát loạn chim vắng, chim mình tắm chim là mình thấy nó phải như thế thì nó mới có lửa được các bác ạ. Chứ còn tắm con chim mà nuôi con chim ở nhà bản chất nó đã không dạo dực được thì cực kỳ khó.
nha, cực kỳ khó. À, anh em nuôi con chim anh em phải phải chăm nó đấy, chăm đầu tiên là phải chăm nó, ở nhà nó phải có lửa đấy. Thì các bác mới ra giàn mới quánh, chứ còn chim ở nhà chăm mà chưa có lửa thì đảm bảo ra giàn không 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 thể 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 thể, thể quánh với họ được đấy, nói cho nhanh luôn. Các bác nhiều anh em mà chăm con chim mà chăm thì chưa chăm, nhưng mà lúc nào cũng mong muốn là ra giàn quánh cho tốt. Không có, chào bác Thuận Nguyễn 64 nhé. Dạ, những con bỏ lực 1 tháng mà nó vẫn bị sình lâu, nó còn chưa ôm ấy, thì bác chịu khó bác có thể tắm chanh à, bác nhá. Tắm chanh ấy, một cứ 1 tuần bác tắm cho em 3 lần, và mỗi lần tắm thì bác vắt cho em khoảng chừng vài ba giọt chanh vào trong đấy nhá, cho nó tắm. Không được tắm, nhưng mà điều kiện là không được áp dụng lâu dài, tại vì tắm chanh lâu dài thì trong chanh nó sẽ có axit, thì nó làm cho con chim nó sẽ bị dễ bị khô và sơ lông nhá. Tức là mình chữa bệnh nhưng mà phải chữa đúng thời gian và đúng quy cách thì nó mới hợp lý. Đấy, chứ còn nhiều anh em là lại 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 lạm dụng quá, nó sẽ không tốt, cái gì nó cũng thế, nó được một cái nhưng nó mất một cái. Này, anh em thấy chim thay lông này, con miếng cam này. Được chưa? Cam cắt ra nó phải như thế này. Ok chưa? Chào bác Trung Vũ nhá. Ok chưa? Chào em nhé, anh xe máy Honda hỏi. À, chào bác Honda Huệ nhá, bác ở Hưng Yên phải không ạ? Nhớ rồi. Chim Vũ nhìn nhận chim phải vâng, nuôi con chim nó phải như thế thì nó mới lực, nó mới mạnh, nó phải khỏe mạnh. Bao giờ con chim nó phải thể trạng nó khỏe nó mới vô lửa được. Chứ còn các bác nuôi con chim mà thể trạng yếu hay là nó như thế nào thì nó rất khó vào lửa. Đấy. Ba quả đầu uy tín có thể ok vẫn với Dương nha. À, cho anh xem, cho anh em tự xem các những con chim nhà em chơi. Thank you.
Chào bác Ngài Ngô nhé. À, dạ khi bắt ra lực tầm 1 tuần sau thì bác cắt dưỡng thể được. À, bác Thọ Vũ nhé. Tầm 1 tuần sau là bác cắt dưỡng thể được. Ok chưa? Đây, sâu gần cho anh em xem chiến binh đang hoàn thiện lông này. Đây, sâu gần cho anh em xem nhá. Khó nhỉ. Đó, anh thấy chưa? Đó, con này nó đó đang hoàn thiện, con này tầm 90% lông và chắc tầm 1 tuần nữa thì em sẽ cho ra lực đấy. Lông ôm nhé, em thì ít khi em đăng Facebook em show các chiến binh lắm đấy, nhưng mà cái là chơi thì tự cảm nhận và tự hiểu đấy, thấy chưa, lông rất là ôm sát. Nhiều dạy dọn phân mệt, ui sột quá mệt luôn đấy bác. Chỉ có niềm đam mê thì mới giữ vững được cái vấn đề mà chưa nào cũng phải thế này thôi các bác ạ. Chứ còn thực tế mà không có niềm đam mê thì đảm bảo các bác rất là khó để mà giữ được. Khi mà mình không không đủ niềm đam mê và không có sự kiên trì để mà mình cầm những cái dàn chim như thế này thì rất khó, chuyện đơn giản đâu. Chim em bay lực 1 tuần rồi, cho uống thuốc ho để cảm giác được bác. Mua một cái bôi, ok bác nhé. Thank you.
Thuận Nguyễn Châu Tư mình cũng đang tắm 16 con đây ra. Đam mê con chim thì nó tầm trên dưới 10 con là nó phù hợp với nhiều anh em nghệ nhân, rất là nhiều, tầm cái ngưỡng đấy đủ để chim chơi. Nói chung là tầm trên dưới 10 con thì ở cái ngưỡng đấy là nó phù hợp và đủ chim để chơi. Chứ còn nhiều anh em chăm có 3-4-5 con thì hơi ít, đâm ra mà đặc biệt là lúc mà chim mà nó không đạt phong độ là dễ không có chim chơi. Bạn đang Nguyễn nói vợ gửi khoáng cho anh chưa? Dạ chắc vợ em gửi đấy bác, chắc vợ em gửi rồi đấy. Bác cứ vẫy tay này, kiểu vẫy tay qua Zalo á cho vợ em nó kiểm tra luôn cho. Vợ rất đồng lòng nên cho anh ta nên cho thấy khỏe vui lắm, cứ hết cám là bảo vợ kiếm tiền mua. Ok bác Thuận Nguyễn nhá, nói chung là đam mê mà có được người phụ nữ mà đồng hành với họ, hiểu được cái cuộc đam mê mình thì nó rất là khỏe. Đi đâu nó có nhờ vả cho ăn cho uống thì nó cũng tiện. Thứ hai nữa là về cái vấn đề chi phí trong quá trình mình đam mê thì nó sẽ có sự xảy ra, thì nó sẽ tốt hơn so với một số anh em mà cũng là đam mê nhưng mà được ít anh em đồng lòng, được ít bà vợ quan tâm tới thì nó cũng hơi buồn buồn. Nam Nguyễn nuôi 16 con, 15 hũ khoáng chưa thành lông, giờ 5 hũ nữa là 20 hũ. Dạ ok anh Nam Nguyễn nhá. Khoáng là cái cần thiết cho mổ lông cho con chim. Đấy. Mổ lông là rất là cần thiết. Nhưng mà Việt Nam mình thì nó muôn hình vạn trạng, đâm ra một số anh em thì sử dụng những cái dòng khoáng nó chưa đạt yêu cầu. Đấy. Tại vì Việt Nam mình đại đa số là kinh doanh, đâm ra là có những cái dòng khoáng là nó chưa đạt yêu cầu lắm. Một số anh em cho cũng mấy đấy, nhưng mà em thấy là nó cũng chưa ok. Em thì chỉ dùng một loại trước đến giờ, dòng khoáng của Thái thôi. Những cái gì tốt thì em đã từng trải qua rồi, bao nhiêu cái cảm xúc rồi, từng trải qua những cái cảm xúc đấy thì cậu có biết là nó muôn hình, bao nhiêu tốn bao nhiêu tiền của nó mới lựa chọn được những cái sản phẩm mà đạt theo cái yêu cầu của mình. Chứ còn sản phẩm thị trường thì nó rất là nhiều, nhưng mà để mua được một sản phẩm ưng ý cho mình, nuôi một nhà dàn chim ổn định và khỏe mạnh là rất là khó. Chào Na Nam nhé.
Đấy, nhầm thấy em chim cò cứ thả vào cho là tự tắm thế thôi. Nhiều anh em chăm nuôi con chim mà không hiểu sao nó rất là khó tắm. Rồi là nó ảnh hưởng vấn đề này rồi vấn đề kia. Em thì cứ nuôi con chim theo cái bản năng tự nhiên của nó. Cứ nuôi con chim thoải tự nhiên nó. Chào bác Dũng CM nhá. Chào bác Linh Bùi nha. Đang ngồi chờ những hồi lập. Dạ ok bác. Quân Phạm xe nhà anh mày thôi, em bằng mấy cái bơm đang tắm ra bơm ở nhà. Dũng cho mào, thầy Trâm hỏi ngu cái, em có con chim nuôi 5 năm rồi mà sao ở nhà đứng tụt đầu không hót, mà mỗi khi nó đi bẫy nó lại hót rất ghê như vậy là vâng. Về cơ bản là những con chim mà nó đã thuần thục về cái cách sinh hoạt của chủ nhân, tất cả con đặc biệt là những con chim mồi đấy, nó gần như con như đối giàn đấy, kiểu thế đấy, nó gần như con như đối giàn, tức là anh em chăm theo một cái chế độ thì với lại sinh hoạt nó hàng ngày như thế thì nó sẽ hình thành ra một cái thói quen đấy, nó sẽ không còn tình trạng là có nhiều con chim mà ở nhà cũng thế, nhiều con chim người ta không cho đấu nhà thì dần dần nó con chim nó sẽ có cái hình thành cái nết tốt, nó không có chỗ ở nhà nó không chơi đấy, về cơ bản đó đấy là tốt đó nhá, chứ còn nó chả có gì mà phải phải lo lắng cả. Dạ đúng rồi đó bác, cái môn trầm mào nó rất là gian nan vất vả và
nó không có một cái quy tắc nào cả. Đấy, không có một quy tắc nào cả và luôn luôn học hỏi. Đấy, cái người chơi lâu năm ấy, thì cũng chưa chưa chắc là đã tài giỏi cái người bằng cái người mới chơi. Đấy, cho nên là vấn đề mà đã là anh em trong đàm nào là cái người lâu năm học cái tốt và cái sáng kiến của người trẻ, nhưng mà cái người trẻ học lại những cái cơ bản của người lớn, kiểu thế. Đấy, cho nên nó sẽ bổ trợ với nhau, chứ còn ở trong cái cuộc chơi này nó muôn hình vạn trạng lắm. Ai cũng muốn làm idol, ai cũng muốn làm thầy cả. Chả ai muốn thua cả. Các bác đơn giản, các bác chỉ cần ra cội thôi, các bác thấy là nó nhiều cái vấn đề là đã rất là khó nói rồi, đúng không ạ? Chim của em thì tắm toàn lúc 2 giờ sáng anh Trần Thiếu Gia ơi. Hậu Đặng Trung sao hôm nay anh tắm mà làm bên ngoài vậy? Dạ, tối hôm qua em có hứa với anh em là livestream cho anh em xem dàn chim em tắm đấy, thì em giữ lời hứa và em livestream buổi trưa ngày hôm nay em tắm chim đấy bác Hậu Đặng Trung. Dạ, nên tắm trong mát tốt hơn bác đây, em tắm trong mát này có thấy không nhá, nên tắm trong mát bao giờ cũng tốt hơn nhá. Tắm ngoài nắng hoặc chim tắm nước thì nó dễ bị ho. Anh em nên tắm trong mát đấy. Cho chim bao bông dưỡng thể và khoáng luôn được không? Dạ, cho ăn dưỡng thể trước, khi nào nó xòa lông mới cho ăn khoáng à, bác nhé. Cho ăn dưỡng thể trước. Bác lâu bác tắm vậy đá nhau luôn chưa tắm gì nữa không? Có ngăn tre bác? Bác thấy có ngăn tre nè, bác nhìn kiểu gì đây? Nó không có ngăn tre đấy. Bác phải nhìn chứ, nó có ngăn tre đàng hoàng mà. Thank you.
Chào bác Đồng Phạm Văn nhá. Chim nhà nghe chim lạ hót nói chẻ banh nhà luôn. Thế là ok đấy, nghe được chim lạ hót mà chẻ được là ok đấy. Có lửa đấy. Sợ mà nó nghe chim lạ nó cứ xù luôn thì chết dở, phải không ạ? Chia rồi đấm đá gì được đâu bác Lâu, đúng rồi, đúng đâu bác Trúng Võ. Anh bác Lâu bác ấy, nhìn nó không không rõ đấy, chắc là nhìn không thấy đấy. Chào bác An Phước nha, chào anh em Bình Định nhé. Chào bác Quách Công Cường nhá, em cũng vừa tắm xong, ok bác. Chào bác Phước Hà. Thành lồng xong không chịu tắm dạng, con chim nó đang mất lửa bác ạ, bác nó đang yếu, nó đang mất lửa cho nên nó vào lồng tắm hay sợ và nó không chịu tắm bác nhé. Cái này bác cứ yên tâm, bác cứ chăm sóc bình thường nó lại lửa là nó tắm lại bình thường bác ạ. Bác Thành Tuấn nhá, chào bác Hoàng Ba nhá. Ok bác Lê Duy Linh nhá, em sẽ cố gắng, nhưng mà để mà lên được cái mức độ này thì mình phải có thời gian để chăm sóc. Cái thứ hai đó là mình phải có độ kiên trì và nhìn nhận là vấn đề. Chim thay lông thì con dưỡng thể như thế nào anh ơi? À, dạ anh ơi, con chim thay lông ấy thì dưỡng thể thì bác cứ trộn 50% với dòng cám các bác đang dùng nhá, cứ trộn 50% với các bác đang dùng. Còn
Không thì các bác có thể cho 100% 100% vẫn được mà, không vấn đề gì cả nhá. Cho ăn 100% vẫn được. Không có vấn đề gì mà các bác phải lo ngại cả. Đây để em cho các bác xem coi như con chim này em cho ăn 100% luôn. Được chưa? Đây. Đây này có dương thể này. Thấy chưa? Có thấy không? Và em cho 100% luôn nhá. Đấy, em đổ đầy cho chim ăn 100% luôn, không pha trộn gì cả. Thấy chưa? Như con chim thanh long này thì em cho nó 100% luôn này. Đấy. Anh em nhá. Nhưng mà em không có pha trộn luôn, cho ăn luôn 100%. Thầy có con bông đẹp quá. Dạ con mũi tên bạc đấy anh. Con mũi tên bạc đấy. Đánh bể biết bao nhiêu con chim họ đấy. Đừng có đùa. Chào bác Nguyễn nha. Khoảng cái động lực thì bác cứ tính từ trong vách, từ trong cái mặt hông ra nhá. Tạ 7 nan là được. Ok chưa? Cứ tính từ trong vách nan 7 nan là được. Chim bổ đang lên em thay lông lên lắm gần nhau, bác cứ đừng cho nó thấy mặt nhau là được bác Quốc Duy nhá. Chào bác Huấn Thế nha. Đúng rồi bác Nguyễn Linh nha, chính xác, cứ thua theo trên tem hướng dẫn đấy bác. Mũi tên bạc đẹp quá thầy. Ui, con đấy không đẹp phải con nào đẹp đấy bác. Nó mà chim bông rừng mà nói về nó không đẹp thì ai đẹp nữa. Nó là toàn diện từ cách chơi cho tới bộ hình bộ cho tới giọng điệu của nó là toàn diện. Nếu nó có chim bông rừng như nó thì hầu như là rất là hiếm. Còn bông rừng thì nó nhiều chứ, nó cũng muôn hình vạn trạng lắm, nó rất là nhiều. Nhưng mà để mà có con nào mà kiểu như toàn diện cho nó thì là hiếm. Em thì em cũng cầm nhiều bông rồi đấy, nhưng mà để mà được cho nó thì rất là hiếm lắm. Psst.
quay vào bây giờ mình để cho nó quay đi bác, để mình quay cho nó tắm đấy. Em nào được bao dạng, cảm ơn bác Thành Tuấn nha. Long Hải xong, Long được nửa dàn chim à, gần nửa em ạ, gần nửa dàn chim. Em đang tập trung để cho chim tắm, em ít đọc bình luận, các bác thông cảm cho em nhé. Chứ loạn quạng đọc bình luận các bác cái quên cái hồi quên bỏ nước với lại loạn quạng sống chim chết dở nhá. Các bác thông cảm giúp em cái, em lâu lâu em ngó lên mà em đọc được qua thì em trả lời người đấy. Dạ từ từ bác Văn Mai, từ Văn Thanh Mai ơi, đam mê nó còn dài hả bác? Hơn 3 tiếng Long ơi, nếu mà bà anh tắm 7 chim này hơn 3 tiếng. Bữa nào cũng phải là chơi 2 rưỡi 3 giờ kém mới xong. Tắm từ lúc 10 rưỡi. Chào bác Nam Trương nhé. Thank you.
Châu Trần Lê Phi bữa nay nhờ. Dạ vâng, em gần 40 con mà anh. Em gần 40 con cơ mà. Cả chim thi, cả chim vừa rồi bổi. Em gần 40 con cơ. Chào bác Lạc Lê nha. Toàn Bình Hùng Tướng Mạnh. Dạ nó đang lông nó đang hòm hòm rồi bác. Không, 2 tháng mà ăn thua cho bác. Chưa mới 2 tháng, 2 tháng thì chưa ăn thua. Có những con cả 3 tháng rồi 4 tháng cũng có hả bác. Chào bác Gia Bảo nha. Video thì cảm ơn video nhé. Con đang tắm ngoài cùng là con nào thấy bác nhìn đẹp quá à? Bác này chứng tỏ là bác có mắt nhìn chim đấy. Con đang tắm mà các bác thấy đang rũ mạnh ấy ở ngoài ấy. Đấy, con này là con rồng vàng đấy. Nó đang hòm 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 lông đấy. Bác Long bác có con mắt nhìn chim tốt đấy. Lâu nó mới đây nó được khoảng chừng 85% rồi, nó hòm 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 lông rồi đấy. Vâng, em ít đi dãi lắm à, lâu lâu thì có con bổi nào mà kiểu như nó muốn đấu với bác kìa. Ví dụ như kiểu mà nó muốn muốn đấu mà nó kiểu nó thấy nó có lửa mà nó ấy thì em tôi tập dàn thôi à, chứ còn để mà đi giật dãi thì em ít. Lâu lâu đưa con bổi ra tập dàn. Hoặc là có anh em nào thân thương hẹn uống cà phê cà pháo thì cầm con chim ra cội chim ấy, anh em ngồi nói chuyện chém gió. Chứ còn em ít đi giọt giã thì bản chất dàn chim em cũng không đi giọt giã nhiều. Chim em tắm phơi nắng cái gì sức sao cho đi giảng được chưa thầy, là sao bác Nam Trường? Em không hiểu ạ.
Con đã bằng kiểu mà. Cảm ơn bác anh Hồng nhé. Vâng, chim thì nói chung là cũng có con nhanh, có con chậm ạ. Có con thả vào nó tắm ngay, có con là nó chậm chậm lại, chứ không phải là con nào cũng thả vào tắm liền được. Tại vì ví dụ nhà bác nuôi ví dụ là trên dưới 10 con thì có thể là nói, nhưng mà nhà em ấy nó cả gần 40 con, đâm ra là mỗi con mỗi nết. Có con thả vào nó tắm ngay, nhưng có con thì thả vào nó phải dạo 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 một lúc mà nó mới tắm được. Đấy. Cho nên anh em mà chăm nhiều chim ấy thì anh em mới hiểu được tính nết từng từng con chim, va chạm nhiều. À được bác Nam Trương, những con chim mà phơi nắng mà sục sạn là bác cho đi dàn được đấy. Đi dàn, nhưng mà những con mà chim mới thì bác nên cho đánh ở biên trước nhá. Nên cho đánh ở biên trước thì nó sẽ ok hơn. Dạ, những con chim cắn đuôi thì bác phải 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 nuôi lồng rộng đấy, nuôi lồng 60 ấy. Thứ hai là không được chùm lồng nó, và thứ ba là nên tắm hàng ngày bác nhá. Đấy, và nếu bác có không gian thì bác nên tách riêng ra, vì bản chất những con cắn đuôi thông thường những con chim rất là hung đấy, cho nên bác nuôi mật độ dày là một. Thứ hai nữa là bác cứ ủ chim như thế là nó càng cắn càng nhiều. Và vấn đề duy nhất đó là tuyệt đối là hạn chế chùm áo lồng nó, tại vì nó bác nuôi nó đang bị stress. Con chim nó rất là hay nhưng mà nó stress hung, mà nó bị stress thì bác nuôi nó dễ bị cắn đuôi bác nhá. Thầy không ăn cơm trưa? Dạ có chứ bác, nhưng mà em thông thường cứ tập phải 1 giờ mới ăn, 1 giờ để vừa cho chia tắm chim là vừa ăn miếng kiểu kiểu thế. Nên anh em thấy là cái niềm đam mê nó lớn lắm, mới giữ được một bầy chim gần 40 con thế này, vừa tắm vừa chăm hàng ngày. Chứ các bác bảo mà không có niềm đam mê thì ai mà nuôi như thế này được, không ai nuôi như thế này được cả. Hiển một nuôi lửa được. Dạ được chứ bác, có nhiều con chim nó cần mỗi đó thôi, nhưng mà thông thường thì người ta phải là hiển hai, tại vì về cơ bản thì hiển một nó là dòng cắm dưỡng đấy, thì cái nồng độ mạnh của nó thì nó chỉ mức độ bình thường đấy. Nhưng mà bên cạnh thì cũng có nhiều con thì nó chỉ cần cái dưỡng thôi đấy, nhiều con thế không cần nó cắm mạnh thì anh em vẫn chăm lửa bình thường đấy, chỉ cần trộn thêm thảo dược cho nó ăn là được đấy. Chiêu Huỳnh, thầy ơi hỏi thầy nãy giờ mà không thể, em không thấy bác Chiêu Huỳnh ơi. Chào bác Văn Thủy Nguyễn nha, chào bác Tha Thảo. Hiển một em trộn một bộ thời gian được bác cùng Lê Minh nhá, được.
Dạ không bác ơi, em không có kêu nhân viên tắm chim. Thứ nhất là những con chim mình là những con chim hàng tuyển đấy, mình rất là tâm huyết. Cái thứ hai nữa là mình trong con chim mình hiểu nó đấy, để mình hiểu nó. Chứ còn thuê nhân viên thì một số người người ta buôn bán chim ấy, là người ta chăm cho con chim nó được thì là người ta thuê. Chứ còn mình là mình chăm chơi mà anh, cho nên là mình phải tự tay mình chăm thì mình mới hiểu được con chim như nào. Đây em cho bà em pha khoáng này, thấy chưa, đây là ủ khoáng nha, và đây là ủ nước, ok chưa. Này anh em thấy nhá, múc cho em 2 muỗng thật đầy, thấy chưa, 1 2 2 muỗng thật đầy, thấy chưa. Đó, xó anh em đổ nước này, thấy chưa, cái cống này rất là to thì anh em canh 2 ngày uống là vừa, 2 tới 3 ngày tầm này là được. Cống to, còn cái cống cống sứ thủy tinh thì anh em pha tầm cho em đầy cống đầy nhá. Thế thôi, pha khoáng nó dễ mà. Trên trần chim ăn nguyên hiện là một loại hiển số không số có được không, làm gì có là hiển nào không số đâu bác. Hiển này thông thường nó có số hết, chỉ có không số thì chỉ có tăng lực và bền lực bác ạ. Chứ còn thông thường hiển là nó có số hết rồi, chiến tướng mạnh tướng. Chứ còn thông thường là người ta có số hết, bên hiển là nó có số hết bác. Anh em vừa thấy thầy chỉ những con khó tắm chưa, chuẩn luôn, chính xác. Bác Nguyễn Văn Dương là người rất tinh tế đấy, em đánh giá cao những người anh em mà thế. Không biết là nhiều anh em xem là có hiểu được nhiều hay không, nhưng mà bác Nguyễn Văn Dương là một người rất tinh tế đấy nhá. Hiển tổng hợp thì cái đó là dòng cho nuôi cho bổ bác ạ. Bác khiên trần nhá, hiển tổng hợp thì nuôi bổ nuôi bình thường mà. Cái đó thì nuôi nuôi bình thường cho thuần bổ với chăm bổ rất là ok nhá. Chim tơ lên có sổ đảo giọng được không Lộc? Dạ thông thường thì ít có con, ít có con nào đảo giọng lắm, cũng có con cũng có nhưng mà hầu như là rất ít. Đó nhá, hầu như là rất ít. Chưa?
Anh em chờ em tí nhá, em đang còn đưa chim ra để cho tắm nhá, chờ em tí anh chưa đọc bình luận được. À không, bác Nguyễn Linh ơi, thuốc ho của em không không bị đốt lửa nhá. Là thảo dược và đặc biệt là uống vào mà nó đi phân nước ấy, thì nó mới hợp thuốc thì nó mới hết được. Còn uống vào mà nó đi phân khô là không hợp thuốc và nó tự đào thải ra ngoài thì không hết được. Bác nhá. Đấy. À dạ, những con chim mà bị rụng hết lông màu với lông đầu ấy là nó bị bể mí quá nặng. Bác Dương Văn Trung nhá. Mấy con đất hợp bác phải nuôi nó thay lông cơ thì nó mới ra được, chứ còn làm sao mà ra được. Bác muốn ra ngay ấy, thì bác ra ngoài tiệm thuốc tây mua thuốc Xanthilen về bôi lên đầu cho nó nha, ok chưa? Đấy, thì nó mới mới ra, còn không thì đừng bao giờ mơ mộng đó nhá. À, với nhưng mà với được một điều kiện mà kèm theo là bác phải đổi cám, ok chưa? Đấy, thì nó ra nó mới giữ lại được, chứ còn bác không đổi ấy, thì nó thay lông mà nó vẫn ra, nhưng mà nó ra xong nó lại rụng lại nhá. Chị này phân đền nhỏ có đoán, dạ không phải bác Tông Nguyễn đâu, cho đứng thể 100% con bởi bí có game. Dạ ok bác cho ăn miễn tới khi mà nó đổ lông cho em. À, bác nhá, bác cho ăn liên tục tới khi mà nó đổ lông cho em thì nó mới giữ được. Nhiều ông ấy cứ bảo là nấm niếc thì nấm khỉ cái gì nhá. Bác muốn rang liền thì bác mua ra ngoài thuốc tây ấy, mua thuốc Xanthilen về cho nó tắm hoặc là bôi đầu cho nó ra ngay nhá, chứ còn nấm niếc gì đâu. Em chỉ luôn cho luôn như cần gì phải thuốc này thuốc kia. Các bác nuôi con chim mà cứ suốt ngày cứ chạy theo thuốc này thuốc kia đi chữa bệnh thì các bác chứng tỏ là các bác nuôi chim để chữa bệnh chứ đâu phải là nuôi chim để chơi đâu nhá.
Cái quá mà cứ suốt ngày thuốc cái bên suốt ngày kia. Hình như có chim mã hả? Anh nhìn thấy đàn chim của anh nhiều em nhé. À, đâu có, nhiều con chim thay lông nó yếu lửa, nó quy quy vào chuyện bình thường mà. À bác xíu nữa em xuống live xong này bác xem lại cái lúc đầu ấy, em có bày bày cách bố trí cho con chim ngoái ấy. Bác chiêu hình nhá. Xíu nữa em xuống live. À, em có bài lúc đầu live rồi đấy. Xíu nữa cái bác vào xem lại. À, em có bài đấy nhá. Sao anh không làm nhiều lồng tắm cho nha nhạc? Dạ em 23 cái lồng tắm. Bác Quách Công Cường ơi, nhà em 23 cái lồng tắm nhưng mà hiện tại thì nhà em đang còn chuyển giao. Đấy, đâm ra là em đang cho mượn cái nhà dưới kia cho họ anh em họ ở họ tránh bão vừa rồi. Với lại họ đang làm nhà. Đâm ra là em dồn chim lại. Đấy, cho nên là lồng tắm em đang dồn lại và em cái khu cái nhà chỗ chỗ văn phòng của em đây thì nó rất là chặt. Cho nên em không không có bày ra được. Em mới dồn lại đấy chứ. Đây anh em xem này. Em mới dồn lại. Nói tính em có gì cái nói là phải có sách, mách là phải có chứng. Đây. Chưa? À, lồng tắm em dồn đây này. Đấy. Toàn là inox hết. Em mới dồn lại đó đấy. Thấy chưa? Đấy, toàn lồng tắm hết. Vâng, em tưởng anh muốn khó thời gian để dạ không. Em nuôi nhiều nhiều lồng tắm em toàn lồng inox hết. Cái loại lồng cái lồng đạt đấy bác. 550 nghìn một cây đấy. Chứ không phải là lồng lồng trên TikTok đồ bán đâu, là lồng Thái An thấy đồ em không dùng ba cái lồng đấy. Tất nhiên thì lồng xài nó bình thường nhưng mà em cảm thấy nó không không an toàn. Mấy cái lồng lực quên mấy cái lồng tắm là em tự đặt riêng. Đấy. Em tự đặt riêng đấy. Lồng em đặt của anh Tuấn ấy, Sài Gòn đấy. Nhưng mà em thì em chả có tư. Cho nên cái cuộc chơi này em là người mất quá nhiều tiền rồi. Không phải các bác thế. Cho nên là em đã đúc kết ra rất là nhiều những cái kinh nghiệm ở trong cuộc chơi. Trải đấu để các bác đấy. Em là người mất quá nhiều tiền ở cái cuộc chơi này rồi. Cho nên là bây giờ các cái ông bán hàng chủ yếu là những người nói thật các bác đi sau em hết. Chả giấu gì bác thật nên là nói em không nghe tại vì những cái đấy là em đã từng trải qua rồi tốn kém quá nhiều rồi đấy cho nên là các ông bán hàng thì các ông cũng phải quảng cáo các ông bán thôi chứ còn em là em chả có nghe mấy ông đấy được đấy. Tại vì bản thân bây giờ mình là cái thằng mất tiền cái kinh nghiệm mình đã từng trải qua cái vấn đề đấy là mình đã học được bài học đắt giá cho mình rồi. Đấy, cho nên là để mà bây giờ mà nuôi một con chim được gì và muốn gì là em đã quá quá kinh nghiệm. À, cho nên là em sử dụng những cái gì mà em cảm thấy nó ok thì em dùng, còn không thì thôi. Đây cho bà các bác thấy này. Thay lồng đổ lồng như này.
các bác xem nha. Ok chưa? Các bác nhiều ông đăng lên quảng cáo rồi cám này cám kia, em này thực tế đấy, qua đây các bác xem đấy, lồng đổ này thấy chưa đấy. Thấy chưa, lồng đổ cỡ này đấy. Vẫn đu đủ này thấy chưa đấy. Đây lấy hũ cám cho bác xem, ăn 100% dưỡng thể nhé. Đây em chả có theo ông nào, đây cho bác xem luôn thấy chưa. Đấy, xem luôn, em cứ đổ đầy cho nó ăn thế em không còn. Đấy. Thấy chưa? Đó, các bác xem luôn. Thầy ghi ngày nào đổ lông cho nhớ không? Cái này là chiến binh, em ghi vào đây. Thấy chưa? Đấy. Bác xem luôn, nhiều anh em mà cứ bảo là này thế kia thì làm gì. Tính em mày không thích quảng cáo. Đó này, cho các bác xem, em vẫn dọn lông bình thường này. Thấy chưa? Vẫn thầy bố dọn lông đàng hoàng nhé, chứ không phải là không dọn đâu. Thấy chưa? Thầy bố dọn lông đàng hoàng. Đấy. Đặt luôn miếng tơ mới vào. Nên là vấn đề quảng cáo này em không có nghe. Các bác chơi chim thì các bác mất, khi mà các bác mất quá nhiều kinh phí rồi thì các bác sẽ tự cảm nhận được. Chào bác Tuấn Thảo nha. Thầy cho mình hỏi, con chim đánh lật cầu chơi về sau nó ngoái, nhờ thầy cho trả. Vâng bác, chiếu xí nữa bác em tắt lại chim ấy, bác xem lại cái đầu like á, bác An Phước nhá. Em có bày cho cách bố trí cầu khi mà mình những con chim ngoái nhá. Mua dưỡng thể liên hệ số nào vậy bác Lập? Dạ 0905 889 115 bác Dương Văn Trung nhé. 0905 889 115. Em ghi số điện thoại cho các bác.
Hạt thảo dược trộn với hiến sao như thế nào vậy bác? Dạ hiến sao bác trộn từ 50% bác tăng dần lên bác Ngô Đình nhá, rất đơn giản, ok chưa? Đây những con chim mà thay lông xong này. À, đang thay lông này các bác tắm xong các bác phủ áo lồng các bác cất luôn cho em nhé, không cần phải phơi nắng, ok chưa? Đấy, các bác tắm xong phát là các bác phủ lồng cho vào cất luôn. Đấy, không cần phải phơi nắng phơi đồ gì hết, cứ như thế cho tới khi mà nó hoàn thiện được cái bộ lông là các bác sẽ có một bộ lông rất là ok. Đấy nhá, chỉ cần thế thôi. Trong con chim là mình không phải là nó khó khó khăn, mà nói chung là cũng không có gì là phải là vất vả hay là như nào quá. Cái quan trọng là các bác biết kỹ thuật. Đấy, chủ yếu là biết kỹ thuật. À, thứ hai là cái tư duy anh em mà để mà chăm con chim. Không thấy thầy tắm Nhất Hoàng thầy. Dạ em có chứ. Đây. Em đang tắm Nhất Hoàng mà. Thì chẳng qua là em pha trước rồi được các bác không thấy thôi. Nè. Thấy chưa? Chẳng qua là em pha trước thì các bác không thấy. Chào bác Luân Võ nhé. Thầy xài mòn cái áo lồng. Mấy cái áo lồng chim thay lông là mình phải cho mấy cái áo lồng cũ nhỉ. Chứ nó ăn đồ thanh long, đồ cam, đồ thứ anh kia. Nó vẩy. À, nên là bỏ những cái lồng cũ vào cho nó thì nó dễ nó ổn định hơn. Thứ hai là con chim nó đỡ sót. Chào bạn Nguyễn Đăng nha.
Tắm này không mất giấc ngủ trưa rồi thầy. Úi dồi ôi, em thật bác chứ. Đời em là biết bao nhiêu năm rồi chả bao giờ biết cái giấc ngủ trưa nó là cái gì. Em thật các bác đấy, chả biết là các bác nuôi chim này các bác có ngủ trưa hay không nhưng em thật bác. Từ cái đợt mà em nuôi chim chào mà em chơi đến giờ thì đời em chưa bao giờ biết kinh giấc ngủ trưa. Còn chả biết là các bác chăm chim thì các bác tắm chim như thế nào hay là như thế nào thì em không biết, nhưng mà thật các bác, đời em được từ hôm chơi trong màu chứ giờ là chưa bao giờ biết giấc ngủ trưa từ năm 99 đến giờ. Còn chả biết là anh em chơi chim chăm chim mình có nó còn ngủ trưa hay không nha, em nó mất lâu rồi, mất giấc ngủ trưa lâu rồi. Nguyễn Văn Văn, anh Lập tập lực cộng khay nước trong dòng có cảm nhận được bác ạ. Được nhá. Dạ được bác Gia Bảo. Nói chung là chim bổ thì cho ăn cám nam 25k được. Nó thay lông thì bác đổi lên cả loại 60 nhá. Bác nó thay lông thì bác đổi lên loại 60 hoặc là 90 đều được mà. Đấy, bác nhá. Dạ ok bác Nguyễn Tuân nhá, thế là tuyệt vời đấy bác thầy. Trả lời giúp em sao con bạch non em lên máu đỏ mà đầu chọc lóc vậy anh bác sĩ Huy? Dạ cái ngưỡng mà con chim từ má trắng lên máu đỏ là đầu nó đang đổ lông 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 sữa, đó là chuyện bình thường bác Trương Huy nhá, không sao. Thank you.
xịt phát tắm luôn, đỉnh thật. Thấy chưa? Đấy. Anh em này chỉ cần xem anh em nhìn qua cách thao tác của em làm là nếu mà anh em nào mà đủ tinh tế là anh em biết được ngay mà. Chứ học hỏi ở đấy nó học ở chỗ nào, học ở đấy học đâu nữa. Em like trực tiếp cho anh em xem. Dạ được, em vừa trả lời xong nó bác Gia Bảo. Dạ được ạ, à, thay lông thì bác cho lên ăn cám 60 nhá. Chứ còn chưa thay lông thì bác cứ cho ăn cám 25k là được. Đây anh em pha khoáng. Pha khoáng ví dụ như cống này đúng không? Này anh em à, ví dụ cái cống 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 sứ này đúng không? Đấy. Ví dụ cái cống sứ này. Bày cho anh em luôn. Này. Em cũng cứ bỏ hai muỗng đầy nhá. Này. Thấy chưa? 1 2 đó, sau đó anh em đổ nước đầy cống như cống này nha, anh em phải đổ đầy lên nhá. Đấy, ví dụ cống này anh em đổ đầy lên. Đấy, thấy chưa? Anh em đổ đầy cho em. Một hạ hai muỗng khoáng trong cống này đầy này, thấy chưa? Chim than chim 90% lông thì tắm hàng ngày và mở lòng được chưa? Dạ chưa bác, chưa nhá, phải 95% đổ lên. À, nếu còn chim thay lông xong thì các bác cứ chu máu lồng, à, tắm xong chu máu lồng là kéo thì ok là các bác cất cho em luôn, không cần phải nắng niếc gì cả nhá. Cứ thay lông xong thì các bác cắt cất luôn cho em, không có gì phải suy nghĩ. Chim cho ăn cho cháu là so là sao? Dạ bác nên những con chim nên nó đang bị ảnh hưởng cái vòm họng bác ạ, bác nên ngắt cái càng to nhá. Ok chưa?
đây cho anh em xem như máy chém này, đây chuẩn bị máy chém này, đổ lông này. Đấy em thấy không, quá khủng khiếp. Chưa máy chém đổ lông quá khủng khiếp nha. Dưỡng thể mà cho ăn hết luôn, hết cả cống luôn, khiếp không, nó ăn kinh khủng. Đấy. Này, bỏ dưỡng thể này, thấy chưa, dưỡng thể này, em cho ăn 100% luôn. Đấy, thấy chưa, đổ đầy cống luôn. Chào bác Trần Huy nha. Chim chào thấy trong đầu đằng sau gái có phải bị dạ không phải bác Tâm Trần thôi. Không phải đổ lông nữa bác. Dạ tất cả những con ho sổ mũi là các bác phải dùng thuốc ho hết bác Thanh Phúc Lê Quang nhé. Tất cả những con chim mà sổ mũi rồi ho thế là phải dùng thuốc ho hết bác ạ. Em thấy vừa rồi có một anh em kia bị điện cho em mà nó có bác kia bác bỏ chim sổ mũi là phải đi tẩy giun. Chim sổ mũi mà tẩy giun thì em lại luôn. Giống như kiểu đau lưng mà đi khám ngực. Chim thầy đẳng cấp thật à, con bạch đứng mãi cũng phải xuống tắm. Vâng, chim con bạch đấy là con bạch lai đấy à, chim thi. Em đang còn chăm lên để đi thi đó à, chim con lên thì bao giờ nó cũng thế. Nó sẽ có sự mà rón rén kiểu kiểu thế. Kiểu như là nó phải tất cả những con chim non thì ít con nào mà xuống nó tắm ngay được, nó phải vào nó phải ngó nghiêng tùm lum tùm la nó mới xuống nó tắm, không có con nào mà ít có con nào mà nhảy xuống tắm liền. Dạ có nhà em có thuốc hoa cho bác Thanh Phúc Lê Quang. Bác cứ inbox qua rồi em bảo vợ em gửi cho nhá. Em có Zalo với số loại em cái lôi một cái màn hình này. Inbox qua là em bảo vợ em gửi nhá. Thank you.
Đây anh em thấy này, những con hai lớp lông khó rồi anh em nhớ chùm hai lớp áo lông này, thấy chưa? Đấy, ok chưa anh em? Nhá. Những con mà khó đủ lông là anh em nên chùm hai áo lông này. Thấy chưa? Đấy, nhớ con nào mà khó đủ lông là anh em nên chùm hai áo lông để nơi tĩnh. Đấy, thấy chưa? Nên chùm hai áo lông nhá. Đấy. Sao không để nước đó luôn mà thay anh? Bác ơi, tại vì khi chim nó tắm nó vùng đấy bác. Nó vùng thì có nhiều con chim thay lông thì nó sẽ có cái bụi ra. Thì mình muốn sạch sẽ thì mình cứ thay thôi. Còn nếu mà chim không thấy lông thì nó dễ. Chào Dũng Bùi nha. Ở trong anh có nắng, cũng có nắng nhưng mà nó sập phập phù. Ngày nay nó phập phù, nó không có nắng to như hôm qua.
qua thì nắng to, ngày hôm nay là lúc nó râm râm râm, nó nhưng trời nó cứ mù 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 trời bác ạ. Có chứ bác, phơi nắng chứ. À, mình cứ tắm xong rồi mình đem ra mình phơi ngay, còn nắng có hay không là cái chuyện của giờ chứ cái sao giờ. Nhưng mà phải phơi ra cho nó tí cho nó thoáng. Đây những con mà đây nhỉ, khó khó thay anh em nên chùm hai cái lồng đế đen như này nhá. Những con chim mà khó thay lồng là anh em nên chùm hai cái lồng đen này, anh em thấy này, thấy chưa, chùm hai cái lồng đen lại nhá. Đấy. Cho nó tối, để cho nó tối lại thì nó dễ đổ lông hơn. Chào bác Trương Phong Trương Thanh nhá. Con trong tường đẹp quá đấy. Và mấy chim này thì những con chim nó chim thi mà nó đang trong cái quá trình nó hoàn thiện lông. Vừa rồi có bác Đặng Thân, bác bảo là bác ơi, ví dụ như là nhờ nhờ em ơi, anh nhờ em tuyển con chim tầm 6 triệu 6,5 triệu mà có đẹp bằng con này không. Em hỏi chứ bác so sánh cho nó khập khiễng thế. Một con chim mà em nuôi tới 3 năm rồi nó đã ra một con chim thi, nó ra hình ra bộ rồi mà bác bảo em tuyển cho bác con chim 6 triệu 6,5 triệu mà nó ra được bộ như thế này thì em để em nuôi luôn chứ không thể tới bác được, đúng không ạ? Em là cái thằng gọi là biết được con chim mà sau này nó ra hình bộ như này thì mà hay như thế này thì em để em nuôi luôn chứ làm sao em đưa cho bác được, đúng không? Em chỉ chọn cho bác những con chim tố chất đấy, gọi là để cho bác gọt giũa và tìm kiếm tài năng, chứ còn tất nhiên những con chim đấy thì nó không thể là những con chim dở được đấy, con chó tờ này có đi thi và đạt giải thành tích cao đó hay không thôi đấy, chứ còn nó không thể chim dở được. Bác có chụp hình cái con chim em đăng lên, con rồng lửa của em được trước. Dạ xong lông tầm 95% bác cho ra lồng lực được. Bác trung trần nhé. Thay lông tầm 95% là bác cho ra lồng lực được. Thank you.
Đúng là khập khiễng thật anh ạ, đúng rồi. Em nghĩ bộ mà gì em mà biết được con chim mà nó như thế thì em để về em chơi em nuôi. Dạ ok bác Trung Trần, phải cho nó lực đi bác, cho nó lực đi nha. À, không nên bắc Trần Nguyên Bình nhá, không nên cho phơi nắng nhá. Thái lông thì mình không nên cho phơi nắng. Thái lông xong cơ, thái lông xong mới cho phơi nắng được. Và cỡ tuần đầu tiên cho tới 10 ngày thì bác nên cho ăn nắng của áo lông nhá. Đấy, bắt đầu sang tuần thứ hai bắt đầu bác mới mở dần ra cho nó bắt đầu mới có nắng, cho nắng trực tiếp. Ok chưa? Không sao bác Nguyễn Văn Văn này, tắm nước mưa tốt mà. Không sao cả bác ạ. Dạ chưa bác lạc lên, bác để ý mà nó rụng liên tục. Thấy chưa? Khi nào nó rụng liên tục ấy, thì lúc đấy bác mới chùm lông nhá. Còn ví dụ nó mới rụng lông lực với một lông đôi mà sau đó nó không rụng nữa thì nó mới chỉ là báo lông thôi, chứ nó chưa chưa đủ lông.
mới thay lông xong thảo lực cho anh Hiển một trộn một với thảo dược. À khi nào bác nó thay lông bác ra lực ấy thì bác mới trộn thảo dược, còn bác chưa ra lực thì chưa trộn thảo dược được. Bác phong Trương Thanh nhá. Đấy. Mà khi dùng thảo dược thì bác nên giảm bớt về mùi tươi. Dạ ra lực tầm 10 ngày, hơn 10 ngày bắt đầu cho ăn thảo dược được, mà trộn vừa vừa thôi bác, còn tăng dần lên nhé. Đây cho anh em xem con chim thay lông này, nó ra lông tới đầu nó ôm rồi đó, thấy không, thấy chưa, nó ra tới đầu nó ôm cái lông của nó không có kiểu nó phè 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 đấy. Thấy chưa? Em chăm 100% dưỡng thể đấy. Hầu như là 90% chim nhắm thai lông là em cho ăn 100% dưỡng thể. Thấy chưa? Nó không có kiểu phè phè phè. Đấy, ok chưa? Đấy, tầm này được 100%. Nhá. Nhờ có thầy mà anh em biết được chăm chim đúng cách. Rồi, ok bác Trần Văn Bình nhá. Chim dưới lồng chậm lên lo lắng không thể dạ không bác Quân Nguyễn rồi, bình thường. Rớt chậm nhưng mà rớt đều là được. Đấy bác nhá. Được chưa? Rớt chậm, rớt đều và rớt hết là ok. Không gì phải lo lắng cả. Mấy con cháu lồng tắm nuôi dạ cũng có con bổ em nuôi tầm một năm, hơn có con hơn năm, có con thay lông rừng rồi. Nhớ con trong lồng trong cùng sát tường đó là con chim thi đấy.
Dạ đâu có đâu, nó tắm mà nó ngoài nó ấy bình thường mà. Chim tắm là phải lắc đuôi bình thường nhá bác. Dạ được bác Quân Nguyễn rồi, nhưng mà bác ngăn ra như em đấy, nó nhìn đấy. Bác ngăn ra đừng có cho nó thấy mặt nhau nhá. Đừng cho thấy mặt nhau là ok. Nhìn anh sang lồng không quá 3 giây nhanh thật anh. Ôi dồi ôi bác ơi, chơi chim mới tầm cái tuổi này rồi mà cái thao tác mà không chuyên nghiệp thì bác bảo làm sao mà lên mà chia sẻ với anh em được đấy. Các bác bảo là chơi chim hàng bao nhiêu năm rồi, cầm hàng bao nhiêu con chim rồi, thuần phục bao nhiêu chiến binh rồi, mà bác bảo bây giờ mà cái thao tác cơ bản mà mình không làm được thì nói được ai các bác ha. Cái thao tác cơ bản mà mình chưa làm được thì chưa thể nói được ai được, rõ ràng thôi đúng không ạ? Những cái thao tác về cơ bản là mình phải làm được thì anh em người ta mới khâm phục mình được. Đấy, nói gì thì nói, chứ còn khi cái thao tác cơ bản là mình chưa làm được thì đừng bao giờ mơ mộng làm được điều gì cả. Thấy chưa, đừng bao giờ mơ mộng làm được điều gì. Nói gì cho nhanh, nhiều ông cũng chém gió chém đồ ghê lắm nhưng mà cuối cùng là không không được gì. Chào Vũ Thúy nhá. Vâng, nó bị bó lông đấy bác Văn Tuấn Dương, nó bị bó lông đấy. Vâng, tất nhiên là phải cần cho nó đừng có thấy mặt nhau rồi bác Trần Nguyên Bình nhé. Kể cả bất cứ con chim nào đấy trong nhà tuyệt đối đừng cho nhìn mặt nhau, hạn chế. Kể cả lúc trong lồng cũng như lúc mình tắm thế, hạn chế cho thấy mặt nhau nhé.
Vâng, nếu con chim nó đang ho mà nó bị nó đang thay lông ấy, bị ho là thay lông, mà nếu mà nó ho nhẹ thì bác cứ điều trị, bác cứ nuôi lông xong rồi bác điều trị ho sau. Đấy, còn nếu mà con chim mà nào mà nó chuyển biến nặng quá thì bắt buộc bác phải điều trị ho. Thì đôi khi mình con chim nó thay lông thì nó cần trái cây nhiều. Đấy, cho nên là trong quá trình điều trị ho thì là lại phải là cắt trái cây. Đấy, đâm ra là nó sẽ ảnh hưởng tới bộ lông. Bác nhá. Nên nếu mà nó ho nhẹ thì bác cứ duy trì chăm lông xong rồi là mình điều trị ho sau. Còn nếu mà nó ho nặng quá thì bắt buộc mình phải điều trị. Chào bác Phi Bạch nha. Đúng rồi, phải cắt trái cây khi ho bác ạ. Tại vì mục đích của mình là để con chim nó uống nhiều thuốc ho hơn. Tại vì trong trái cây là nó có nước, vậy cho nên là con chim nó bắt điều trị ho mà nó bắt không cắt trái cây là con chim nó ít không chịu uống thuốc. Đây, bác nào mà không biết cho bé Bạch xăng đồng tắm thì nghe đây, nhìn đây nhá, thấy chưa, 1 phút 30 giây đây, nên để cái cây có đầu màu đỏ nhá, ok chưa, thấy chưa, để cây đầu màu đỏ nhá, 1 phút 30 giây, ok chưa. Đấy, thực tế cho anh em thấy luôn, không nói nhiều. Có bác Trung Trần, em có tắm chứ. Cảm ơn bác Nguyễn Tuân nha. Vâng, đấy em mới chắc Bạch đấy. Con đấy này cũng thuộc dạng là khó sang đồng tắm đấy. Đúng chưa? 1 phút 30 giây. Chấp hết. Tinh ngoan, đúng là chỉ có thầy thôi. Chỉ đủ thứ cho tất cả nha. Vâng, đúng rồi, bố Bình Ngoan, em thì đã va chạm quá nhiều rồi cho nên là bày lại cho anh em thôi, chứ còn nhiều anh em cứ khó khăn đúng không. 1 phút 30 giây lao qua đồng tắm ngay, tuổi gì.
Lì với ai chứ lì với em không được. Nhiều anh em đơn đơn giản thế mà không biết. Cái tư duy mình chăm chim nó còn yếu kém quá. Bình tuần có mấy giây thôi. Dạ không có quên Nguyễn Hữu ơi. Các loại vitamin và thuốc trị ho có được để qua ngày không? Vitamin là không được để qua ngày. Còn thuốc ho của em thì bác để qua ngày bình thường, có nhá. À, 2 ngày mới thay một lần. Em chịu món bóc bốt ngón chân đó anh, em sợ hỏng kim lắm, em kệ nó đấy. Cứ bỏ trong màn đấy, bỏ được cái màn bắt ra, rồi cầm một bóc cho đơn giản mà, có gì đâu. Hay là lại lại bao vé máy bay hoặc là bao vé máy bay đi, tôi bay vào tôi bay ra tôi bóc cho bác Trung Trần nhá. Ok không? Bao vé máy bay tôi bay ra tôi bóc cho. Rồi mới dùng trần. Nước tắm của anh thì một nắp cho một hũ nhựa tắm chứ mà không, không phải của em, của Nhất Hoàng đấy. Chứ không phải của em. Nhất Hoàng của thằng ở ngoài Hà Nội ấy. Một máng tắm là cho 2 nắp bác Tuấn Anh nhá. Một máng tắm là 2 nắp. Được chưa? Nhà em là không có sản xuất bất cứ gì ngoài thuốc ho cả. Đấy, cho nên là những cái em dùng mà cái nào tốt, cái nào ok thì em sẽ chỉ cho các bác. Chứ còn nhà em chả dùng một cái sản phẩm, chả sản xuất một cái nào ngoài, ngoài thuốc ho cả. Con bạch sao nó cứ bay vòng vòng và dạ nó muốn xuống nước máng tắm đấy mà nó chưa xuống được đấy, nó muốn xuống tắm đấy à. Muốn xuống tắm mà chưa xuống được đấy đấy, chưa xuống được đấy đấy, thấy chưa?
Văn Tình Lê hỏi hoài bác không trả lời vậy. Em không thấy bác Văn Tình Lê ơi. Tối qua anh nói chuẩn quá, con sán là con trong cào cào, chim ăn móc ra, em tưởng chim đi phân ra sán. Khà khà, ok bác Trung Trần. Em chỉ cần nghe các bác nói là em biết ngay mà, tại vì cái đó em đã từng thấy rồi, chứng kiến rồi. Nên là không có con chim nào ỉa ra sán thì được. Nhiều anh em là cứ hay thế này thế kia. Đấy, xong rồi chụp hình rồi đăng lên bảo là chim em ỉa ra con sán thế này. Đấy. Nhưng mà không phải, nó đâu phải như thế đâu. Vâng, thôi em chào tất cả anh em nhé. Em tập trung em tắm chim tí, chứ còn vừa tắm chim mà vừa này nó mất tập trung quá, đâm ra là nó hay vất vả. Chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Có gì tối mà em rảnh thì anh em mình lên nói chuyện lại và bàn tán về cái cuộc tắm chim ngày hôm nay. Thì em sẽ lên và em hỏi một số anh em cho là đã nhận biết được nhiều hay chưa. Và cái cách sang lồng từ con mọc, các bác thấy là em sang những con mọc hay là những con chim thuần nó rất là nhanh nhẹn như vậy, thì anh em có để ý được vấn đề gì hay chưa nhá. Hẹn anh em vào tối nay thì em sẽ lên live và em sẽ, anh em nào mà đúc rút được những cái kinh nghiệm gì thì cũng nên bình luận lên nhá. Đấy, anh em xem qua cái buổi trưa hôm nay live stream thì anh em đúc hết được cái kinh nghiệm gì. Anh quay qua đàn chim phơi nắng đây, phơi nắng đây, nhưng mà không, vấn đề không có nắng hôm nay, không có nắng anh nha. Đó, thấy chưa, hôm nay không có nắng nhưng này vẫn phơi, ok chưa. Đó. Cái lồng dưới đẹp quá. À, cái lồng đấy là lồng chạm em đang dưỡng để chuẩn bị đóng lồng sốt cất đấy ạ. Thấy chưa, nắng vẫn phơi, em vẫn phơi nắng buổi trưa này, thấy chưa. Đó, ok chưa. Đó. Đó, chào tất cả anh em nhá. Đúng rồi, bác chuẩn cho mình xong lồng mới là nắng nha.